Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Đó là câu chuyện tình bạn đáng ngưỡng mộ của người thợ lặn tên Hiroyuki Arakawa, 79 tuổi, và chú cá đầu cừu châu Á, một loài cá Kobudai, được ông đặt cho cái tên Yoriko. Yoriko là một sinh vật biển có hình thù to béo, xấu xí, với khuôn mặt khá giống người, nên mới lúc đầu nhìn vào, ai cũng không khỏi kinh hãi. Được biết, ông Hiroyuki làm nghề thợ lặn ở vịnh Tateyama, tỉnh Chiba, Nhật Bản, từ năm 18 tuổi. Ông thường được giao nhiệm vụ canh giữ cổng điện thờ Shinto nằm sâu hơn 17 mét dưới biển phía nam Tokyo. Trong một lần làm việc, ông tình cờ gặp Yoriko. Khi đó, chú cá đang bị kiệt sức vì không thể tự tìm được thức ăn. Suốt 10 ngày sau đó, người thợ lặn già cho chú cá ăn khoảng 5 con cua mỗi ngày. Cứ thế qua ngày, trong suốt 25 năm, họ trở thành những người bạn thân thiết không thể tách rời. Thỉnh thoảng, ông Hiroyuki Arakawa lại lặn xuống thăm người bạn cá của mình. Mỗi lần như vậy, ông lại dành cho Yoriko một nụ hôn ngọt ngào lên trán. Mỗi lần ghé thăm cổng đền, ông chỉ cần dùng búa gõ vào miếng kim loại là Yoriko sẽ bơi lại gần. Qua vài thập kỷ, tình bạn của người bạn và chú cá ngày càng khăng khít hơn. Chia sẻ về cảm giác đặc biệt này, ông Hiroyuki tin rằng Yoriko biết ông là ân nhân của nó. Tôi đoán nó biết tôi đã cứu nó khi nó bị thương nặng. Tôi nghĩ mọi người đều có thể khiến một con vật chú ý khi cho chúng ăn. Ngoài ra, ông Hiroyuki cũng là người duy nhất mà Yoriko cho phép làm điều đó. Hành động của đôi bạn này cũng giúp hỗ trợ một nghiên cứu vào năm 2016 cho thấy cá có thể nhận ra khuôn mặt người ngay cả khi bị ngăn cách bởi các thiết bị bên ngoài. Những hành động thiếu trách nhiệm và vụ lợi của con người đã khiến cho thiên nhiên bị hủy hoại nghiêm trọng, và hơn thế là sự hy sinh của rất nhiều loài sinh vật. Bằng chứng cho điều này là không thiếu. Mới đây nhất là việc một con rùa trưởng thành tại Thái Lan đã bị chết do nuốt phải 915 đồng xu do những người dân vứt xuống hồ, nơi nó sinh sống với một mục đích, đó là cầu được ướt thấy. Theo các bác sĩ tại một bệnh viện địa phương, những người đã trực tiếp tham gia điều trị cho con rùa. Được biết, đây là một con rùa biển xanh, 25 tuổi, có tên là Osmin, hay còn gọi là Piggy Bank. Họ phát hiện nó dưới biển trong tình trạng không thể động đậy hay di chuyển. Nghi ngờ về khả năng Osmin không thể bơi, nhóm bác sĩ này đã quyết định đưa nó về bệnh viện để kiểm tra. Sau khi tiến hành chụp CT, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dạ dày của Osmin đã bị lấp đầy bởi rất nhiều đồng xu. Quá trình phẫu thuật đã được triển khai ngay lập tức. Sau 7 tiếng đồng hồ làm việc không ngừng, các bác sĩ cho biết con rùa biển xanh nặng 54kg này đã nuốt vào cơ thể 915 đồng xu, tương ứng với tổng khối lượng là 5kg. Một số đồng xu đã được tiêu hóa, nhưng số lớn còn lại đã khiến Osmin gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nó không thể di chuyển một cách bình thường trên bờ, còn ở dưới nước nó không thể bơi được, một bác sĩ cho biết. Qua phân tích, các bác sĩ đã đưa ra kết luận rằng hồ nước mà Osmin bị mắc kẹt là nơi người dân địa phương hay ném những đồng xu xuống hồ với mục đích cầu may. Nó không biết và lầm tưởng đó là thức ăn, vì thế nó đã nuốt rất nhiều đồng xu vào dạ dày trong một khoảng thời gian dài. Những đồng xu đi vào cơ thể đã khiến phổi của Osmin bị nhiễm trùng. Mặc dù ca phẫu thuật diễn ra thành công và Osmin đã có một khoảng thời gian phục hồi sau phẫu thuật rất tốt, tuy nhiên sau đó, sức khỏe của Osmin đã yếu dần đi và chết. Hành động vì lợi ích cá nhân bị cho là thiện cận của một số người đã gây ra cái chết cho Osmin, nhưng đó chỉ là một trong hàng triệu ví dụ minh chứng cho những hành động của con người đang giết chết và hủy hoại cuộc sống của các loài sinh vật trong tự nhiên. Đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người. Rất nhiều gia đình có điều kiện tổ chức những đám cưới linh đình, long trọng với màn ăn hỏi cầu kỳ, tiêu tốn hàng trăm triệu.
nhưng cũng có rất nhiều đám cưới cực độc đáo khiến cư dân mạng phải trầm trồ thán phục vì độ chất lượng có 102 trên đời. Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh một đám cưới độc đáo tại vùng quê Vĩnh Phúc. Đám cưới đã nhận được sự chú ý từ dư luận vì độ hoành tráng đến kỳ lạ của gia chủ. Điều đáng chú ý ở đây là đám cưới này được trải chiếu dài đến tận cả cây số, chiếm hết lòng đường từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Chỉ với nhiều manh chiếu hỉ sặc sỡ cùng những dây ruy băng trang trí khiến cho đám cưới vùng thôn quê trở nên vô cùng linh đình và độc đáo. Theo một số cư dân mạng chia sẻ, đám cưới tại vùng nông thôn thường mời rất đông anh em, hàng xóm láng giềng. Có khi một đám cưới thường mời đến cả 100 mâm cơm là chuyện bình thường. Tuy nhiên, do không gian chật hẹp, không đủ để mời khách, nên nhiều hộ gia đình đã tận dụng mọi địa điểm trong làng để làm cổ bàn mời khách. Dù không sang trọng xa hoa như những đám cưới tiền tỷ tại thành phố, nhưng đám cưới vùng thôn quê vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Những bức hình đã nhận hơn 20.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng khi nhìn thấy hình ảnh này đều tỏ ra vô cùng thích thú. Bạn Trần Hạnh chia sẻ, lần đầu tiên mình được nhìn thấy đám cưới có 102 như thế này. Đám cưới ngoài trời vừa mát, vừa đỡ tốn điện, lại vô cùng độc đáo, sáng tạo. Đám cưới nông thôn thì không coi trọng hình thức và chỉ cần bà con hàng xóm quây quần bên mâm cỗ là đủ vui vẻ ý nghĩa rồi. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng việc chiếm dụng hết lòng đường để phục vụ cho việc ăn uống, cỗ bàn của một đám cưới làm ảnh hưởng đến người khác. Trải hết cả chiếu ra đường thì người dân đi lại kiểu gì? Là một bữa cỗ mà tốn bao nhiêu thời gian và diện tích? Dù có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện này, tuy nhiên đa số đều tỏ ra hào hứng và gửi lời chúc mừng đến đôi trẻ. Một lần nữa đám cưới quê lại khẳng định sức hút của mình. Không cần quá xa hoa cầu kỳ, chỉ cần đông đủ và hạnh phúc.